Ơi, chào tất cả anh em bộ thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 29 tháng 10. Thì video cuối tuần nha anh em. Cuối tuần chúc anh em có nhiều sức khỏe nha. Thì cầu thật nhiều cá này. Thì video nó sẽ lên cho mình có hai mẫu cần nha anh em. Và một số máy, thì có cho mình bốn con. Máy nhôm và máy cò tay và những máy lớn đánh lục, đánh ngâm cũng được nè. Cầu ISO cũng được cho mình nha. Đây, những dòng có những dòng như là Cadilla nha anh em. Cadilla của Daiwa này. Và có những dòng đây. Cò tay cho mình nha. Đây blend. Thì cần nhiễm có những số mẫu cần như thế này, những dòng như là số leader như này 405 CS này đây. Còn bao vải nắp chụp đầy đủ này, có một số cần lô thì có những con hàng tuyển nha, còn này thì rất mạnh lên cô lô này, cô lô bộ lực nha, đánh tra đến chim được hết, còn là nhãn đa năng rất là cứng, 3m cứng hát khoen full zip cho mình hết. Một số cần lô thì em có những dòng là cần lô một khúc và hai khúc nha, câu zip và câu biển. Cần ISO thì 4m rưỡi đến 5m3, cần súp nha, cần lục 39 4m05, cần EX và CS hai khúc ba khúc đánh ngầm lăng xe và cần hai chi. Em có những dòng như là của Mizai này, nội địa Nhật này, 36 80. Thì phí ship bên em là 30.000 một đơn tất cả sản phẩm nha. Anh em nhận hàng thì vui lòng đồng kiểm hết. Em sẽ lấy cho mình bốn con máy trước. Đây, con máy mã số 1 nha. Số 1 anh em có cho mình con máy của dòng là Daiwa Emblem. Tình trạng con này thì có hơi xi xước và cũ nha. Con này là Daiwa 3000 LBT nha anh em, Emblem Z. Chạy cho mình là 6 vùng bi nha. Đây, 6 Burberry. Con này hàng của mình là hàng Japan nha, nội địa Nhật, made in Japan. Cho mình xem này, cối của nó này, tình trạng này. Thì con này vẫn có ok hết, chứ là máy chạy vẫn còn mượt nha. Mình sẽ test máy cho mình. Thì những cái dòng này thì đa số là mua chết cho nên. Cái gạt trước này á, thì lâu ngày nó hơi cũ cho mình xíu. Nó vẫn nhảy nha. Cái này thì mình chỉ về mình chủ yếu cho ít dầu mỡ vào là ok, bảo trì lại cho mình là được nha. Con lăn cước thì còn mới này. Con thì máy cò tay thì nó sẽ có hai chế độ nha, một chiều thì nó sẽ có độ giặt này. Nói chung máy rất là mượt nha, tại vì em không thuận tay lắm thì em không có quay được. Đây, một chiều nha, thì cái chiều vô á thì mình thắng được nha. Đây, thắng nha, thắng còn rất là ngon. Đây, thắng rất ngon này. Đây, thắng rất là ngon. Con này thì em thuận tay phải thì nó hơi quay hơi bất tiện một xíu. Đây, cái máy có rất là mượt nha. Emblem, con này size 3000. Con này hàng nội địa Nhật cho mình, Japan, mã số 1, giá là 700.000 nha. Thích được bạn em mình câu ISO này, có tay nha. 700. Máy mã số 2 thì em có cho mình con máy, con này chuyên dụng cho anh em có thể là câu biển này, câu ngâm câu lục nha. Con này cực kỳ ok luôn. Con này của hãng là Olympic nha anh em. Hãng Olympic. Đây, thông số của nó như sau. Con này là của dòng này, Let's Go Caster này, 600. Con này xe thật của nó thì rơi cho mình tầm khoảng vào 6-8 ngàn. 6-8 ngàn nha. Những dòng chạy vòng bi này, có chạy 3 bumering cho mình hết. Vòng bi nha, con thì máy nhôm nha này. Máy nhôm lô cước bằng hợp kim. Có cốt trợ lực này. Đây, con này những dòng rất là khỏe. Olympic. Đây, cốt trợ lực như này. Đây, có cốt trợ lực cho mình này. Đây, nhìn kỹ nha, có cốt trợ lực, có cái giắc đây. Cái đồng tiền nó dắt lại cho mình thì mình lôi nó không ra, anh em tháo ra cũng bất tiện cho mình thôi xíu. Con này hàng của mình là hàng nội địa Nhật, Japan. Đây, tình trạng con này như thế này, cực kỳ khỏe nha. Con lăn cước còn mới này. Đây, con lăn cước còn chạy ok hết nha, còn mới. Lô cước hợp kim size tầm khoảng từ 6-8 ngàn. Rồi, hàng nội địa Nhật, em test máy cho mình. Con này thì có cốt trợ lực nha, một chiều có độ giặt này. Đây, con này rất là khỏe luôn, chốt chặn hai chiều cho mình. Đây, những cái dòng máy nhôm thì nó sẽ hơi bị xào cho mình nha. Các em xài nhiều thì biết rồi, những dòng máy nhôm thì đa số nó sẽ bị xào. Đây, máy rất là mượt nha, dòng rất là khỏe. Rồi, con này có mã số 2, giá là 650 nha, 650.000. Rồi, mã số 3, ở đây có cho mình con máy của dòng Daiwa Cardia nha. Đây, Cardia này, những dòng mà thì ok. Đây, lò cước và hợp kim. Con máy này của mình là máy Thái Lan nha, của dòng Thái Lan xuất thị trường Nhật, thì giống như mà Cardia này là Cardia kit á, dạng kit cho mình á. Thì cái thông số trên này thì nó bị phai một xíu. Đây, cái lô cước hơi phai này. Con này thì size của nó là size 2500 nha em, size 2500. Thông số cước, đây, thông số thì hơi mờ một xíu, sẽ đọc cho mình này. Cước số 6 được, nó có bên này nha em, nói chung là nó bị thông số hơi mờ một xíu. Đây, đọc này bị khó một xíu. Đây, cước cho mình là cước số 5.5 170m này, 2.8 110m. Đây, dòng Cadia nha, con này thì đổi tay trái phải được.
Đây, lưỡi gà đầy đủ nha, 2500 thì nó cũng vừa cho mình rồi. Câu iso, câu ngâm hay câu lua cũng được này. Đây, gà cước rất là mượt nha. Trong cái đen cũng khoe đấy. Con lăng cước còn mới này, hàng Thái Lan xuất Nhật cho mình. Đây, những con máy này thì có xây xước cái chỗ này thôi. Và nó mất thông số nha, chỉ còn lại rất là ok. Gạt cước đều mượt hết. Cho những dòng thì sẽ có ABS hết nha. Hàng Thái Lan. Đây, máy rất là mượt. Hai chiều cho mình ạ. Những dòng tay ở đây á thì đổi tay trái phải được, anh em muốn đổi thì em sẽ đổi cho mình, hỗ trợ đổi trước nha. Rồi, con máy của dòng KDA, con này size 2500, hàng Thái Lan, mã số 3, giá 900.000 ạ. Rồi, mã số 4 cuối cùng thì em sẽ có cho mình con máy nha. Con máy của dòng Shimano, con này size lớn. Con này dòng Shimano Hoide Spin, size máy là size 6000. Con này cước số 4 250m, cước số 5 200, cước số 6 được 150m này. Con này hàng của mình là hàng Malaysia nha em. Malaysia xuất thị trường Nhật, size rất là lớn. Thì em mình câu lục, câu biển này, con này thì full carbon. Full carbon thì có thể là hỗ trợ anh em mình câu biển kháng mặn nha. Tình trạng cũng có xây xước này. Đây, xước sơn xíu. Xước sơn như này. Đây, con lăn cước cho mình này. Còn ok. Gạt cước ha. Lô cước có carbon cho mình luôn. Và tình trạng như thế này. Rồi, em sẽ test nha. Một chiều sẽ có độ giặt này. Size 6000 thì cũng xe lớn cho mình ạ. Đây, thì máy rất là mượt nha. Chốt chặn hai chiều này. Đây, trong tình trạng nó còn ok hết. Rồi, con máy này có bạn cho mình mã số 4, giá nó là 700.000 ạ. Rồi, cần mã số 1, em sẽ lấy cho mình con cần mã số 1 đầu tiên. Ở đây có cho mình cần ISO như này, ISO khoen nhỏ carbon của dòng Wheel. Những dòng thì đa số hàng của mình là hàng liên doanh nha, Korea và hàng China xuất Nhật cho mình. Con này cái độ dài của nó là 4,5m, độ cứng 2. Đây, tình trạng con này như thế này. Sân này thì dính keo nha. Dính keo này không ảnh hưởng gì. Pad Fuji F6, dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Độ cứng 2 con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 1.4 ly. Đây, ngọn đi kèm cho mình có 3 khoen chạy nha. Con này hạ tay thì nó cho mình tầm khoảng vào 3.5h. Cần ra thẳng tắp ạ. Đây, phôi đẹp nha. Con này phôi hầu như không có xây xước gì luôn này. 4,5 độ cứng 2, những dòng tem vẫn hỗ trợ hạ tay cho mình. Thì độ cứng nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3H cho mình nha, 3.5H, 4,5 cứng 2. Có này trọng lượng 200g, ngọn 1.4 ly, mã số 1, giá 550 ạ, 550.000. Mã số 2, ở đây có cho mình con ISO khoen nhỏ luôn. Có này khi ISO khoen nhỏ có dòng carbon, độ dài là 5,4 m, độ cứng 3. Độ cứng 3 này anh em hạ tay á, nó rơi cho mình tầm khoảng 4H nha, 4H hơn. Hàng nội địa Nhật có tem vàng đầy đủ, Pad Fuji F7. Đây, tổng thể cần như thế này. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji luôn, loại xi đá xám. Con này độ cứng 3, ngọn cần là ngọn 1.6 ly. Ngọn đi kèm mình có 3 khoen chạy nha. Đây, phôi carbon này và xoắn vân. Tình trạng nó thế này vẫn còn ok nha. Có xây xước. Thì những cái dòng này em vẫn hỗ trợ hạ tay, tháo khoen, tháo bát, quấn chỉ lên khoen cho mình, lên keo hết nha. Đây, có xây xước này, không ảnh hưởng đến phôi cho mình. Ngọn lớn 5,4 m, độ cứng 1.3, ngọn 1.6 ly, trọng lượng 340g, mã số 2, giá 650 nha, 650.000 cho mình ạ. Rồi, mã số 3, ở đây em có một con ISO khoen nhỏ, khoen lớn như này. ISO khoen lớn của dòng Daiwa, con này cực kỳ bạo lực này. ISO khoen lớn của dòng Daiwa, con này thì độ dài 5,3 m, độ cứng 4 nha, mồi này có carbon. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám hết. Con này thích hợp anh em mình hạ tay nha, hạ tay thì em sẽ cắt bát này. Cắt bát nha, cắt bát là vệ sinh keo, anh em về thì mua màng co nhựa bọc vào là sạch hơn. Hoặc là có thể là cũng được nha, con này thì em sẽ hạ tay thì ok hơn cho mình. Độ cứng 4, hạ tay tới nơi cho mình tầm khoảng vào 6-7H cho mình ạ. Con này ngọn lớn, ngọn của nó là ngọn 1.6 ly, 1.8 ly như này. Ngọn này 1.6 đến 1.8 ly. Em đo nhỏ nhất cho mình á, tầm khoảng ngang 1.8 ly. Khoen có đấy kèm mình có 1 2 3 khoen chạy này. Phôi là phôi carbon xoắn vân hết. Đây, tình trạng thì hơi cũ nha, có xước giải xước lông mèo. Đây, có xước như này. Đây, những dòng mà thì nó có thể là hạ tay. Thì em vẫn hỗ trợ hạ tay nha, tháo khoen tháo bát hết. Quấn chỉ lên keo đầy đủ này. À, tình trạng nó hơi xước thì hạ tay thì cũng tầm khoảng vào 6H như này, 6-7H cho mình á. Có đây ngọn của nó là tầm khoảng 1.8 ly,
1.6 đến 1.8 ly, trọng lượng 400g, mã số 3, giá là 800.000 nha. Đây qua. Rồi mã số 4. Mình có cho mình một con cần súp như này, cần súp. Con này thì chuyên dụng để đánh lục đồ cần, đánh gần bờ. Cần súp carbon, con này có độ dài cần là 3m9. Nè, dạng cần lục á. Đây hàng Kora xuất thị trường Nhật có tem lửa này. Này tổng thể như thế này. Nắp chụp thì xoáy vặn nha, bằng inox. Rồi pad con này là pad gập Fuji F7 như này. F7 pad lớn này. Ngọn con này em đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Con này độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng vào 25. Cứng tầm khoảng EX á. Đây, ngọn đẹp nha, phôi carbon xoắn vân này. Ngọn đi kèm cho mình có hai khoang chạy. Còn tình trạng nó còn rất là mới. Thế là trên đây mình là đánh lục độ cần, đánh gần bờ. Con này giãn là cứng nha. Hạ tay rất là ok, tầm khoảng 25, đánh lục độ cần. Tình trạng rất đẹp này, 3.9 hàng Korea. Ngọn 2.3 ly, trọng lượng 350g, mã số 4, giá 750 ạ, 750.000. Tổng trọng thể như thế này. Rồi mã số 5, em có cho mình con này dạng là ISO khoang lớn, cần súp cho mình nha. Đây, sòng poi bay này. Con này độ dài của nó là 3.9, độ cứng là 15. 15 mà tính theo cần súp á, thì dạng đánh vừa thôi. Tầm khoảng và cứng 4 ISO khoang lớn nha. Con này hàng của mình là hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ. Đây, tổng trọng thể cần như thế này. Nắp chụp xoáy vặn này. Đây, con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Khoang là khoang Fuji xứ xám hết. Từ độ cứng 15. Thế là mình đánh lục đồ cần, đánh gần bờ. Thì những cái dòng súp này anh em muốn hạ tay thì vẫn hỗ trợ hạ tay cho mình hết nha. Đây, phôi phía cổ kế này. Còn rất đẹp nha. Đây, tình trạng của nó như thế này. 3.9, độ cứng là độ cứng 15. Hàng nội địa Nhật, tem vàng để đổ. Con này có trọng lượng của nó chỉ có là 340g, ngọn 2.4 ly, mã số 5, giá là 700.000. Rồi mã số 6, ở đây mới có một con thường lục nha, là sẽ là xa bờ này, tầm khoảng vào 35-4m độ lại là vừa. Con này thì đi kèm cho mình một cái bao vải và một cái nắp chụp nha. Thì con này đi kèm một cái nắp chụp và bao vải để kèm cho mình ạ. Đây, bao màu đỏ này chứ đây, đỏ đen. Cần lục có dòng Shimano, con này thì có dòng là Sudlader nha, Sudlader 4m05, cứng CS. Đây, 4m05 cứng CS, dòng phay carbon. Đây, phôi con này là phôi carbon xoắn nha. Carbon xoắn 2 da này, Shimano hàng nội địa Nhật hết. Pad con này là pad gập như này, gập Fuji F7, dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xứ đá xít thế này. Đây, full xít hết. Con này thì hỗ trợ cho mình cái đầu bu full xít chống xoắn hết luôn. Đây, nhìn kỹ nha. Con này ngọn của nó thì nhỏ thôi, ngọn của nó đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Ngọn 2.5 ly. Ngọn zin tao cần nha, không heo không hụt, nguyên bản nguyên zin. Đây, có định vị khoen này. Định vị khoen như này. Đây, định vị khoen hết này. Phôi carbon xoắn 2 da. CS tầm khoảng 30 thì là đánh vừa nha, tức là vừa, không xa bờ, không gần lắm, thì cũng dạng vừa cho mình thôi, 3-4m độ lại. Thì đây muốn đánh xa thì lấy tầm khoảng B và A nha. B và A thì rất là mắc, giá thị trường sẽ cao rất nhiều. Còn đánh mềm hơn thì nó sẽ giá thấp hơn. Đây, tất cả dàn phen full sheet cho mình hết. Phay carbon, phôi carbon xoắn 2 da của dòng Shimano. Con này có độ dài là 4m05, cứng CS tầm khoảng 30. Trọng lượng của nó là 450g, ngọn 2.5 ly, mã số 6. Giá con này là 4 triệu nha này, 4 triệu cho mình ạ. Rồi tiếp theo nha, sau đây mình còn cần hai khúc. Con này là cần lô như này, có dòng đai qua. Thì cái cán của nó là cán mút nha, hơi bị dơ một xíu, cái này thì hàng mới về mình chưa có đánh. Thì anh em về có thể là lên số bóng á, mình bỏ cái bàn chải để mình đánh nó sạch thôi. Rồi thông số con này như sau. Cần lô hai khúc, con này dạng cần lô cho mình nha, có dòng Facit Phantom đai qua. Độ dài là 3m này, độ cứng H nha. HF là dạng như là cứng nhất cho mình rồi á, cực kỳ cứng luôn. Thông số tải mồi cho mình như sau, dòng Heavy nha, cứng hát nha. Tải mồi cho mình là từ 28 đến 112g, tải cá từ 16 đến 45 lp, cá tầm khoảng hai mấy ký chơi được cho mình nha. Hàng tay qua xuất thị trường Nhật, tem vàng đầy đủ này. Thì con này tất cả dàn khoen lúc này là dàn khoen full sheet nha. Đây, khoen full sheet, khoen lớn. Em xem đề ba con này là khoen, đề ba con này là khoen 40 như này. Khoen đề ba con này là khoen 40 cho mình này. Đây, khoen full sheet 40 nha, cực kỳ lớn luôn. Thế đợt anh em ra mồi rất là dễ. Con này ngọn của nó thì ngọn lớn. Ngọn con này em đo cho mình là ngọn 3.2 ly. Đây, cái đầu bu full xích nha, cực kỳ lớn luôn. Những cái con này á thì anh em có thể là câu lô nha, bộ lực đánh tra đánh chim được hết này. Con này đánh đa năng nha, 3m, cực kỳ tốt ạ. Tất cả dàn khoen là khoen full xích. Tình trạng của nó thì nó có hơi cổ cho mình một xíu. Đây, cái nước sơn thì nó có dạng xước lông mèo một xíu nha. Đây, tổng thể này. Con này thì inbox Zalo em sẽ báo rõ tình trạng cho mình hơn. Rồi, pad vặn là Fuji F24, gắn máy lớn được nha.
còn tất cả dàn khoen full sheet hết, tất cả dàn khoen lớn nha. Cái cán sau này thì cán màu vàng thì lâu ngày nó bị dơ một xíu, anh em về đánh là sạch nha, để đơn giản thôi. Rồi con này thì cần lưu 3 mét của đây qua, độ cứng hát cực kỳ bạo lực cho mình, dòng fan sheet phantom, ngọn 3.2 ly, trọng lượng 420g, mã số 7, giá là 2,5 triệu nha, 2.500.000 ạ. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình con cần lưu một khúc này, con cần lưu một khúc, con này thích hợp mình đánh là cảm giác nhẹ nhẹ thôi, đây tương đối nha. Cần lưu một khúc, cần có dòng là fanwidth như này, đây cần có dòng là fanwidth, thông số như sau, độ dài con này là 1m8, độ cứng M, độ cứng M nha, 1m8 độ cứng M, thông số tải mồi cho mình là từ 1/4 đến 5/8 MZ, nó rơi cho mình tầm khoảng vào 16-17g á, tải cá từ 6-15 lp, tầm khoảng 7 ký cá nha. Hàng tay quan xuất thị trường Nhật, có tem vàng đầy đủ này. Tay cầm con này thì bằng cán mút nha, bát là bát carbon fanwidth chính hãng luôn. Tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen full sheet gold thế này. Đây khoen full sheet gold như này. Đây khoen full sheet gold như mình nha. Thì con này cứng tầm khoảng M nha, hỗ trợ đồ bu full sheet gold như mình luôn. M tính theo cần hai khúc thì cũng tầm khoảng M cho mình. Anh em lưu nhớ hơi nhớ thật đều được này. Đây, tình trạng của nó còn đẹp này. Một khúc nha. Một khúc thì vẫn ship có toàn quốc, anh em nhận hàng đồng kiểm. Ngọn 1.7 ly, trọng lượng chỉ có 100g thôi, rất là nhẹ nha. Mã số 8, giá là 900.000 cho mình ạ. Rồi mã số 9, ở đây có cho mình con một khúc. Con này cũng thích được cho anh em mình câu zip, câu biển, câu lô được nha. Cần một khúc, cần có dòng Echo Club, độ dài con này là 1.8, độ cứng 80 như này. Con này tính theo cần lô thì cũng cứng tầm khoảng vào MH này. MH cho mình. Tất cả dàn khoen đây là dàn khoen 3 chân, Fuji hết, loại sứ đá đen này. Có đây ngọn rất là ngọn lớn, độ cứng 80 thì cũng dạng bạo lực rồi, ngọn 2.8 ly, này ngọn cần 2.8 ly, này tổng trọng thể như thế này, ngọn con đẹp nha, nước sơn màu đen hết, hầu như không có xây xước gì lắm ạ. Tình trạng cần còn đẹp nha, 8 cứng 80. Rồi tay cầm bằng cán mút, bán là bắt vạn Fuji DPS, tổng trọng thể con này thì còn ok nha. Thế là anh em mình câu zip câu biển này, này câu zip câu biển nha, cũng gạn là cứng cho mình rồi, 80. Hàng nội địa cho mình, con này trọng lượng 285g, ngọn 2.8 ly, mã số 9, giá là 800.000 cho mình ạ. Thì vẫn ship có toàn quốc nha em, 30.000 một đơn thôi. Rồi mã số 10, ở đây có một con cần câu zip, con này thì là cần máy ngang nha, con này cần cắm gốc cho mình. Đây. Con này thì của hãng là Ryobi nha em, Ryobi độ dài con này là 2m8, đây 2m8 cho mình, con này hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật. Tem vàng đầy đủ nha, con này là máy ngang. Bắt là bắt vặn Fuji nha, Fuji máy ngang cho mình này, là tình trạng rất là ok. Con này phôi cũng là phôi carbon xoắn hai da của dòng Ryobi, cho mình xem ngọn nha. Đây ngọn cần đóng xin bị chống nổ này, tất cả dàn khoen của nó đều là dàn khoen full sheet như này, dàn khoen full sheet khoen lá hết, phôi carbon xoắn hai da này. Con này cái ngọn cũng tương đối dài nha, con này thì cũng tương đối mềm thôi, tính theo cần lô hay cần sheet thì nó cũng dạng vừa, không cứng lắm. Đây ngọn cũng dạng ngọn lớn này, test cho mình nha. Đây cũng vừa nha, cũng vừa. Có lẽ cái ngọn của nó, nếu mà cái tính cái riêng cái ngọn của nó thì cũng tầm khoảng vào 1m9 mấy nha này, gần 2m cho mình rồi. Thì em vẫn đóng nước và ship code toàn quốc nha, là 30.000 một đơn. Con là dạng cấm gốc, cầu xích cầu biển cho mình nè. Ngọn tương đối mềm nha, không cứng lắm, cứ tầm khoảng 1m50 thôi. Khoen là khoen lá Fuji, phôi carbon xoắn hai da của dòng Ryobi. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.8 ly, trọng lượng 310g, mã số 10, giá con này là 1.200.000 nha, 1.200.000 ạ. Rồi mã số 11, ở đây em có cho mình con cần hai khúc carbon nha, dòng Horlock. Con này thì độ dài của cần là 2m1, thích hợp anh em mình câu ngâm, câu lăng xê nha. Tất cả dàn khoen đều là dàn khoen Fuji lọ xê đá xám, tình trạng thì hơi cũ cho mình một xíu nha. Con này 2m1, ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.4 ly, độ cứng con này rơi tầm khoảng 50. Đây độ cứng 50 nha. Thì còn làm sẽ để mình giá rẻ hơn. Đây, tổng trọng thể như thế này. Bắt vạn Fuji, khoen Fuji hết, tay cầm cán mút, tình trạng con này tầm khoảng vào 85%. 85% nha. Ngọn thì được cuốn chỉ cho mình này. Đây. 2m1 cứng tầm khoảng 50, con này thì trọng lượng của nó là 240g. Ngọn 2.4 ly, mã số 11, giá là 450 như này, 450.000 ạ. Rồi mã số 12, em có cho mình con cần hai khúc, con này dạng là Hechi. Câu bè này bạo lực nha, Hechi câu bè bạo lực, câu nước sâu câu sông á. Câu này của hãng Ryobi, hai khúc, độ dài 1m8, độ cứng 100, hàng Korea xuất thị trường Nhật nha, độ cứng 100. Tất cả dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji lọ xi đá xám 3 chân hết này, hàng Korea xuất thị trường Nhật, có tem vàng để đổ. Tay cầm thì bằng cán mút, bát vạn Fuji,
đây FPS 20 nha. Cái cán gốc của nó thì là cán gỗ nha, thế là bạn tì tay. Có là thế là bạn câu nước sâu, câu sông á thì nước có rơi cho mình tầm khoảng vào 15-20 mét vẫn câu được này. Còn là cực kỳ bạo lực nha, rất là cứng luôn. Cứng 100 thì cũng dạng cứng cho mình rồi. Ngọn có này em đo cho mình là ngọn 2.7 ly, trọng lượng 340 gram, mã số 12, giá là 700 ngàn nha, 700 ngàn cho mình ạ. Chỗ này thì dính keo thôi, keo này khoen á, lau sạch nha này, không ảnh hưởng gì. Rồi mã số 13, có cho mình cũng cần hai khúc, cũng chuyên dụng cho nên mình công ngâm luôn, công ngâm nước sâu này. Hai khúc cờ này của hãng là Alpha Tactical, con này hàng Korea, độ dài 1m8 nha, 1m8, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Cái ngọn nước sơn màu xanh nha, rất là đẹp. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji này, đây Fuji dàn khoen Fuxit nha. Có độ cứng ở độ cứng hát nha, hát Action thì độ cứng ở đây cho mình tầm khoảng vào 80-100 nha, cực kỳ cứng. Đây nước sơn màu trắng xanh nha, rất là đẹp. Bắt là bắt vạn Fuji DPS nha, 1.8, độ cứng tầm khoảng 80-100, ngọn lớn này, tình trạng rất đẹp, keo rồi còn mới hết, đây còn rất là mới như này. Con này trọng lượng của nó chỉ có 290 gram, ngọn 2.3 ly, mã số 13, giá 750 nha, 750 ngàn. Trên mã số 14 có một cần 3 khúc nha, còn cần 3 khúc này. Cần này cần 3 khúc của hãng là Ryobi, con này có độ dài cần là 3m nha, 3m. Con này hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật luôn, đây 3m nha, Ryobi Korea này, made in Korea. Con này cần 3 khúc, con này tương đối mềm, dàn khoen Fuji, lọ xi đá xám, bát vặn Fuji DPS, tay cầm có thể bằng cán mút, tình trạng nó còn mới này. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 1.8 đây thôi, con này độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng từ 30-50, hỗ trợ độ bu Fuxit chống xoắn, đóng semi chống nổ, có tất cả dàn khoen Fuji luôn. Đây tổng trọng thể cần như thế này, tình trạng còn rất là ok nha, còn đẹp này. Con này tương đối nhẹ thôi, thế là mình đánh cảm giác 3m, Ryobi 3 khúc, trọng lượng 270 gram, mã số 14, giá 750 ngàn. Rồi mã số 15, em có cho mình con cần 2 khúc, con này chuyên dụng đánh chép, đánh ngầm lan xe. Cần của hãng là Shimano 2 khúc này. Con này có độ dài của nó là 2m7, độ cứng là 30, hàng Korea xuất Nhật. Đây, có mã code nha, và tem vàng đầy đủ này. Đây, con này có rất là mới. Phôi là phôi carbon trơn nha, gốc là carbon trơn, còn cái ngọn là carbon xoắn này, xoắn vân. Con này ngọn của nó thì ngọn nhỏ thôi, ngọn em đo cho mình là ngọn 2 ly, hỗ trợ đồ bu Fuxit này. Có tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, ba chân. Con này còn mới cứng, độ mới trên 95%. Thế là mình đánh ngâm, đánh chép nha, chép ngâm lăng xe đều được này. Tay cầm cán mút, bát vạn Fuji Shimano chính hãng luôn. Đây, dòng thì chuyên dụng cho này mình nha, chép, ok, giảm đánh cảm giác cho mình á. Trọng lượng 240 gram, ngọn 2 ly, mã số 15, giá con này là 1 triệu như này, 1 triệu cho mình ạ. Mã số 16, có trong còn 2 khúc, cũng chuyên dụng ngâm lan xe luôn. Có là đi kèm cho mình là 2 ngọn nha, 2 ngọn 2 khúc này. Cần 2 khúc, con này của hãng là Alpha Tactical, hàng Korea, độ dài 2m4. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji này, hỗ trợ cho mình hai cái đầu bu Fuxit này. Con này 2 ngọn kèm, một ngọn là nhỏ thôi, 1.3 ly, một ngọn là 2 ly nha, 2 ly 1.3 ly. Khoen Fuji đen hết. Đây, tất cả là khoen Fuji. Có là thông số như sau. Độ cứng của nó một ngọn là rơi cho mình tầm khoảng từ 30-50, còn một ngọn là cứng tầm khoảng từ 50-80 nha. 50-80 tổng trọng thể như thế này. Đây, tay cầm thì bằng cán mút màu tím. Đây, còn rất ok nha, hai ngọn không khác gì hai cần cho mình rồi. Nếu câu mà xui thì gãy ngọn thôi, còn không bao giờ gãy gốc như này. Hai ngọn khác cho hai cần. Một ngọn đánh cảm giác, còn một ngọn đánh vừa nha. Con này thì không dạng bạo lực lắm, không dạng cũng vừa thôi. Bạo lực thì anh em lấy tầm khoảng vào 80 trở lên mới bạo lực nha, 2m4. Con này trọng lượng của nó là 300 gram, một khúc một ngọn, mã số 16, giá của nó là 850 như này, 850 ngàn, hai khúc, một khúc hai ngọn không khác gì hai cần rồi. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình một con cần 3 khúc của dòng Suzumi như này, dòng Suzumi Madai này. Đây còn rất đẹp nha. Cần này 3 khúc đi kèm cho mình, độ dài là 3m3, độ cứng 30 nha, hàng nội địa Nhật cho mình, tem vàng này. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Đây ngọn 2.4 ly, khoen Fuji loại xứ đá xám, đóng semi chống nổ này. Tình trạng của nó rất là đẹp, độ cứng 30 thì cũng dạng mà đánh vừa thôi, trong là không cứng lắm nha, không cứng không bạo lực lắm, cũng dạng có một cảm giác á, thì đánh chép là vừa. Tay cầm cán mút, bát vặn Fuji chữ vàng. Đây đẹp nha, có bộ kia bảo hiểm này. Rồi con này thì ngọn của nó là ngọn 2.4 ly thôi, ngọn 2.4 ly trọng lượng rất là nhẹ nha, chỉ có 300 gram,
Mã số là mã số 17, giá con này là 800.000 Suzumi 3m3 cứng 30. Tình trạng còn đẹp đó nha, khoen quái Fuji sẽ xám hết. Rồi mã số 18, xem có cho mình con cần hai khúc của dòng Ryobi. Đây, Ryobi con này hàng Korea này. Ryobi Korea hai khúc. Độ dài con này là 2m7, độ cứng là 30. Đây, hàng Korea xuất Nhật có mã code này và tem vàng đầy đủ nha. Tem vàng cho mình. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.7 ly thì ngọn cũng dạng lớn, hỗ trợ đầu bu phu xích chống xoắn này, đóng sơ mi chống nổ. Khoen của nó là khoen Fuji hết luôn. Loại xi đá đen này. Dạng như loại xích cho mình á. Nó tình trạng của nó thì còn ok, 2.7 cứng 30 thì cũng dạng vừa thôi. Dạng đánh cảm giác cho mình nha. Đây tay cầm bằng cán bút, phát là phát vạn Fuji DPS. Hàng Korea. Tổng trọng thể cần như thế này. Con này ngọn là 2.7 ly, trọng lượng 240g, mã số 18 nha này. 18, giá là 850 nha. 850.000 ạ. Rồi mã số 19, đem với cho mình con cường 2 khúc nội địa Nhật này, những dòng mà chuyên xúc Mỹ cho mình nha. Cường 3 khúc, đánh bạo lực. Cường 3 khúc, cường này có dòng là Misa nha này. Đây, Misa Note này, độ dài của nó là 3m6, độ cứng 80. Hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Con này ngọn cực kỳ lớn luôn, ngọn của đem đo cho mình là ngọn 3.6 ly. Con này hỗ trợ cái đầu bu full xích này, dạng đầu bu biển á, cực kỳ chắc chắn này. Thì lâu ngày thì nó bị muối như này, bị muối cho mình. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full xích hết rồi. Đây, khoen full xích 3 chân cái này. Thì con này có hơi xây xước nha. Đây nó có dạng xước sơn á. Nó bó như một bó thôi, có xước sơn này. Này có xước sơn như này. Xước sơn này thì không ảnh hưởng đến phôi nha. Bảo đảm anh em luôn. Hàng đến thì mình cứ nhận hàng kiểm tra. Nếu mà ảnh hưởng đến phôi thì anh em cứ trả lại nha. Đây, những con này rất ok. Có là tay cầm bằng cán mút, bắt là bắt phẳng Fuji Misa chính hãng của Cần Lô. Tổng trọng thể như thế này. Có bộ kia bảo hiểm, tất cả dàn khoen này đều khoen full xích hết. Đây, full xích 3 chân cho mình nha. 3m6, độ cứng 80. 80 thì đánh tra đến chim được rồi. Phôi có hơi xây xước. Con này trọng lượng của Cần là 540g, ngọn 3.6 ly, mã số 19, giá là 900.000 cho mình ạ. Có xây xước nha, xước sơn. Rồi cuối cùng mã số 20, thêm có cho mình con cần cắm gốc của đây qua. Con này chuyên dụng anh em mình câu dít, câu biển, đánh cảm giác này, cực kỳ mềm nha. Cần cắm gốc lỡ của dòng đây qua Honda Lock, thông số con này như sau. Cần này thì em đo cho mình là độ dài cần là 3m nha em, 3m của đây qua. Thì con này tất cả dàn khoen nó là dòng khoen Fuji, khoen lá này. Đây, khoen Fuji, khoen lá. Tất là bách vạn Fuji đây qua chính hãng luôn. Đây, có dòng đây qua như này, đây qua này. Con thì tương đối mềm nha, tất cả dàn khoen Fuji, khoen lá. Con này ngọn của đất đo cho mình là ngọn nhỏ thôi. Ngọn của đất chỉ có 2 ly. Đây, ngọn cần là ngọn 2 ly. Hỗ trợ đầu bu phu xích chống xoắn này. Còn tất cả dàn khoen đó là khoen Fuji, khoen lá. Và có quấn nha, quấn chỉ á. Chỉ thì dạng chỉ kim tuyến nha, rất là đẹp. Thì con thích là mình đánh cảm giác thôi. Độ cứng con này là cho mình tầm khoảng 30. 30 nha, tính theo cần 2 khúc á. Rất là mềm, thích là mình đánh cảm giác nha. Câu xích, câu biển, câu mực, câu trên thuyền được hết này. Đây, cực kỳ mềm nha này. Là cảm giác luôn. Và tình trạng thì còn mới và đẹp nha, khoen Fuji hết. Đây qua dạng cắm gốc lỡ 3m, cứng tầm khoảng 30. Trọng lượng con này là 300g, ngọn 2 ly, mã số 20. Giá là 900.000 nha. Con này còn rất là đẹp ạ. Rồi tổng thể cho mình có đây là hai mẫu cần và một số máy nha, em gửi cho anh em mình. Cho anh em ấn mẫu nào cứ comment mã số nha, cộng số không phải, ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo nha. Em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc anh em có ngày cuối tuần vui vẻ nha, câu thật nhiều cá này. Xin video cho lượt đăng ký bật thông báo nha, để những video tiếp theo em lên á thì mình có thể là tham khảo những mẫu cần và máy bên em nhiều hơn. Rồi chào tạm biệt các anh em ạ.